Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp theo trong clip ngày hôm nay nên giới thiệu đến các bác một cặp loa nghe nhạc của hãng Pioneer. Model của loa là SX88V với thiết kế là 3 loa trong một thùng, một loa bass có kích thước là 23, một loa trung giấy mui nhôm và một loa check. Về kích thước chiều cao của thùng loa, cao 41-42 và chiều ngang là 25. Loa có công suất là 60W một chiếc, chiều kháng của loa là 6 ohm, được sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản các bác nhé. Về tình trạng của cặp loa này về, hình thức còn đẹp, nguyên zin tuyệt đối và chưa qua sử dụng ở Việt Nam. Đây là mặt trước của loa, với thiết kế khá là đẹp về hình thức. Tuy là dòng loa dàn đại nhưng mà thiết kế khá là vừa phải, gọn gàng như là những dòng loa Buxtel các bác nhé. Loa vẫn còn đầy đủ hai e căng, lưới vải còn lành lặn. Có một chiếc e căng bị mất tem, cái này các bác về có thể mua ở bên ngoài hoặc là lấy ở những các thiết bị khác của hãng Pioneer dán vào. Khung nhựa còn chắc chắn. Đây là thông số của loa Pioneer SX88V. Theo thông số của nhà sản xuất là loa bass có kích thước là 23 cm. Loa ba way. Private, đây là dòng private của Pioneer. Loa bass màng giấy gợn sóng. Đó, hơi xanh chanh. Và cái rốn loa nó là rốn vải. Phần loa cũng là gân vải, còn mềm mại và dẻo dai. Đây là tiếng bát đập êm các bác nhé. Gân mà cứng quá thì tiếng bát nó sẽ bị khô, mềm quá thì nó bị nhão. Đó. Đây là chiếc thứ hai. Những dòng loa gần gần sóng này màng rất là bền các bác nhé, nó có độ cứng của nó rất là bền và gân vải cũng vậy, nó sẽ bền theo năm tháng, các bác yên tâm là không phải lo thay gân như những dòng loa gần xốp. Các kiềng loa vẫn còn sáng, không có bị ố hay là bị xước nhá. Đấy, các bác nhìn thấy tất cả các kiềng loa check chung và loa bass đều còn sáng choang luôn. Loa chung màng giấy và mũi nhôm. Đây là một loa check, dòng này là loa check dài cao. Tất cả các loa vẫn còn nguyên zin tuyệt đối và đẹp xuất sắc hết các bác nhé, các tiếng loa đẹp xuất sắc. Đó, cái lưới vải nó khá là thưa nên đậy vào thì vẫn có thể nhìn thấy hình loa ở bên trong. Và em xin nhắc lại, thùng loa nó cao khoảng 41, gần 42 cm các bác nhé. Chiều ngang là 25. Đó, thùng vỏ loa màu đen còn đẹp, không có bị chảy xước.
Vâng, đây là phía sau của loa. Các góc cạnh cũng khá là ok. Dây loa thì còn một đoạn ngắn thôi các bác nhé. Đây, hàng về họ cắt mất dây loa, còn một đoạn ngắn thôi. Đây, thông số của loa PN ở phía sau. Công suất là 60W một chiếc, rất dễ ghép âm đi. Trở kháng của loa là 6 ohm, made in Japan, được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản. Đây là số seri 07, đây là chiếc bên trái. Bên này cũng là 07 nhé, chữ nó hơi mờ, chữ màu đỏ. Đây là chiếc bên phải, đây là vẫn là cùng một cặp lỗ thông hơi. Vâng, mời các bác nghe một đoạn nhạc để test loa đánh trực tiếp từ điện thoại qua âm đi Pioneer i5. Vâng, tất cả loa vẫn còn hát tốt các bác nhé. Cặp loa Pioneer SX88V với thiết kế đẹp và chất âm hay trong tầm giá. Em sẽ báo giá cặp loa này có giá là 1.900.000. 1.900.000, giá chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Rồi, bác nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn.